bắt đầu lại từ đầu. 1,5 triệu. Tắt rồi thì bắt đầu khởi động. Cứ bấm phát nó lên này. Đấy, em bỏ qua cái này đi xong là đến phát ra qua đầu, cái đến không qua là em phang ngay. Bắt đầu 1,2,3,4 đấy. Đấy không? Thì bắt đầu thổi. Đấy, không. Bắt không em chơi luôn. Thôi chơi đi. Luôn. Thôi đi. Rồi, nhìn. 1,1 là cũng vừa vừa. Này em uống rồi thì. Nếu theo luật cũ. Ừ. Theo luật cũ là không bị phạt đâu. Lại tiếp phạt gam chân lít gọi lít được. Ừ, một rồi. Một lít nước thở hơi thở ấy. Tức là theo luật cũ là không bị, bây giờ theo nghị định 100 là bị. Bây giờ là cứ quá là chết. Cứ trên không là bị. Thế thôi. Cứ quá số 1 là chết. Đi về số 0 là đếm sao. Cái này dưới là mình sẽ dưới là số gì? Đấy vẫn 1,3 này. Thế là chuẩn. Uống nhiều hơn em gì? Thôi, Dương thử lại xem đúng 1,1 không? Cái này mang đi nếu công an nó bắt cái tôi đéo cần máy của ông. Tôi chứng minh tôi đã. Tôi sợ nhiễm trùng. Tôi công nhận là tôi uống rượu. Chứ được. Đấy, vẫn thế, đúng rồi. Vẫn 1,1 này. Anh Nam uống chưa? Hôm nay chúng tôi dùng cái máy đo nồng độ cồn. Đây, đo. Chú khởi động đến lúc nào bỏ thổi thì đưa cho nó không biết. Để từ từ đây. Nó qua này đến không xong đến phát gai em thổi nhá. Không á? Ừ, tí nữa, đợi đơn cả. Đâu đến chưa? Cắm thổi phát lại 1,4 thì. Thôi. Thế thì máy này tao mang bấm ra sao này. Thôi. Thổi mạnh vào số hồn đi. À. Cả kiểm tra nào, đồng chí cảnh sát kiểm tra nào. Không gì. Được, con mụ này được, con này mụ. Đấy, đi. Chứng tỏ máy chuẩn. Lách. Đi mai chị đi nhá. Chị nhanh không tắt được, chị không có nhanh đồng độ gì cả. Chứng tỏ cũng. Đúng là máy đúng hay không? Nó vào thổi cái đưa cái cháu thổi một hơi. Được, bác không làm bác vào thổi rồi nhá. Rồi con thổi đi. Thôi. Không gì, được. À cũng chuẩn không. Ô, gì cũng đi không tăng được.